Cái phương pháp em nói qua về cái phương pháp cơ thể tự chữa lành này, nó là một cái phương pháp chúng ta chữa lành tận gốc, chữa lành từ cái nguyên nhân bệnh lý của chúng ta. Ví dụ như là những chị em mình ai có vấn đề về cái này rất hay thường xuyên xảy ra là chị em hay bị tăng cân đúng không ạ? Xong là đặc biệt là chị em ở trên độ tuổi 30 hay là 40, 50, các cô các bác độ tuổi 50 ấy mà muốn giảm cân thì lúc đấy các cô các bác luôn hay có một cái hay một cái lý do, đó là mình bây giờ già rồi nên khó giảm cân đúng không ạ? Nhưng thực ra không phải là như thế. Đấy, giảm cân cũng thế thôi, nó là do cái chế độ ăn uống của chúng ta từ lâu ngày nó tích tụ, nó thành một thói quen của chúng ta, là chúng ta ăn quá nhiều những thực phẩm đáng lẽ chúng ta không nên ăn trong thời gian này thì chúng ta sẽ giảm cân rất là nhanh. Thế nhưng mà sau khi mà các cô các bác tìm được cái nguyên nhân tại sao mà mình ăn ít mà mình vẫn bị tăng cân, hay là tại sao mình ăn kiêng mình vẫn bị tăng cân, hay tại sao mình uống thuốc là mình giảm cân ấy mình lại tăng cân trở lại rất là nhanh đấy, hay là tại sao mà mình bị bệnh uống các loại thuốc để chữa bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, đặc biệt các cô các bác mà đã độ tuổi mà từ 50 trở lên mà hay là bị tăng cân đi, hay bị gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ, mà tại sao mà uống các loại thuốc đấy mà cái lượng máu nhiễm mỡ trong cơ thể của mình nó không giảm, thì chúng ta phải biết tất cả nó đều có một cái nguyên nhân của nó, đó là cái lối sống hàng ngày của chúng ta, là những cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta, chúng ta đang vô tình ăn quá nhiều thực phẩm, nó làm cho cơ thể của chúng ta dư thừa cái chất béo đó đúng không ạ? Thì bây giờ các cô các bác hay các chị muốn giảm cân cũng thế thôi, mọi người hãy cố gắng làm theo những gì mà Emma hướng dẫn, bởi vì không phải là chỉ có một mình Emma thành công mà đã có hàng nghìn người rồi, hàng chục nghìn người, và rất nhiều người đã thành công không chỉ là giúp chúng ta giảm cân mà giúp chúng ta cải thiện chữa lành luôn cùng một lúc đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta giảm cân thì lại chỉ tập trung vào dinh dưỡng, còn chúng ta làm sao nhỉ, chữa bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ lại là phải uống thuốc, không phải. Cùng áp dụng chế độ ăn uống theo phương pháp cơ thể tự chữa lành mà Emma hướng dẫn, vừa giảm cân này đúng không ạ, vừa cải thiện chữa lành, nên mọi người cố gắng nghiêm túc nhé, cố gắng nghiêm túc áp dụng ít nhất một thời gian, tùy theo cơ thể của mỗi người một khác nhau, anh chị em mình cố gắng nhé. Ví dụ như là các chị em nhắn tin rất là nhiều, các chị muốn giảm từ 5 đến 10 cân nhưng mà các chị luôn có những cái lý do này rất là hay. Em ơi chị bận lắm, chị không có thời gian, em ơi sao lâu thế, làm sao mà giảm được cân được. Đấy, chúng ta đừng muốn là cái gì nó cũng nhanh quá đấy ạ. Hay là các chị hỏi là em ơi có thuốc gì cho chị uống cho giảm cân cho nhanh không? Rất là buồn cười. Thì thực ra nếu như các chị và các anh các chị mà theo dõi Emma từ lâu rồi, luôn khuyến khích anh chị em mình thay đổi chế độ ăn uống dinh dưỡng là con đường cải thiện sức khỏe nhanh nhất nhá, chứ không có uống các loại thuốc gì cả ở đây. Khi mà chúng ta tập trung vào dinh dưỡng rồi, không những chúng ta cải thiện được về cái vấn đề về vóc dáng của chúng ta còn biết duy trì cái chế độ ăn uống lành mạnh của mình đúng không ạ? Thử thách hôm nay của mình là cốc sinh tố rau cải bina vị xoài tăng sức đề kháng, bữa trưa là cháo yến mạch nấm súp lơ. Có nghĩa là chị Ánh Tuyết là sau khi tham gia các thử thách mà Emma hướng dẫn rồi, bây giờ chị duy trì các lối sống này của mình đấy và áp dụng các công thức mà Emma hướng dẫn, chị đạt kết quả rất là tốt. Cho nên anh chị em mình cùng nhau hãy cố gắng, và những người thực sự quan tâm đến sức khỏe của mình và muốn chữa lành tận gốc, hay là muốn hạn chế bệnh tật, hay là muốn giảm cân không phải ăn kiêng, hay là muốn tăng cân không phải ăn kiêng, hay là muốn thoát khỏi cái cảm giác cơ thể nhiều độc tố mệt mỏi đấy ạ, thì anh chị em mình hãy cố gắng áp dụng nhé, hãy cố gắng áp dụng. Thật ra cái việc mà chúng ta áp dụng các bữa ăn hay là chế độ mà Emma hướng dẫn cho anh chị em mình nó rất dễ đấy. Nếu những ai mà chưa áp dụng ban đầu thì nghĩ là sợ ăn kiêng khó ăn, nhưng mà hầu hết tất cả những người mà áp dụng các thử thách hay là các bữa ăn mà các lộ trình mà Emma hướng dẫn rồi ấy, ăn xong ai ai cũng nghiện và thích, bởi vì những món ăn cực kỳ ngon này, thời gian chế biến rất là nhanh này, mà đạt hiệu quả chữa lành rất là tốt đấy. Cho nên là chúng ta phải để cho cơ thể mình có cái thời gian được trải nghiệm, và chúng ta phải kỷ luật ít nhất khoảng 2 đến 3 ngày thì chúng ta sẽ đạt được những cái điều đó. Cho nên chị em mình hãy cố gắng lên nhé. Ví dụ như khi đi tốc thì em bị gầy đi có sao không ạ? Anna Dương ơi, em phải hiểu như này này, khi cái lộ trình đi tốc nó hoàn toàn nó khác với lộ trình ăn eat clean hay là ăn chay healthy hay là những lộ trình khác. Em hình dung là đi tốc có nghĩa là đào thải độc tố, là thanh lọc cơ thể của mình, là dọn dẹp cái con người của mình. Nói vậy cho nó dễ hiểu, giống như em tổng vệ sinh cái người của em đúng không ạ? Giống như em tổng vệ sinh cái nhà của mình, em quét nhà rồi em sơn tường rồi em xịt nước và em dọn nhà đúng không em? Đấy, thì cái mục tiêu của hai cái nó khác nhau đúng không? Đấy, nếu như cơ thể của... Bây giờ Emma sẽ nói qua cái tại sao nó lại khác nhau khi chúng ta xác định làm detox nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải hiểu cái các biểu hiện cơ thể của mình có nhiều độc tố như thế nào. Biểu hiện độc tố, được chưa? Đọc, Emma sẽ đọc qua. Ở đây anh chị em mình có những ai có những cái biểu hiện gì để mình xác định mỗi một cái phương pháp nó đạt cho chúng ta những cái mục tiêu khác nhau. Chúng ta không thể là cái gì chúng ta cũng muốn được. Chúng ta không thể chúng ta vừa muốn giảm cân,
giờ chúng ta lại vừa muốn được cải thiện chữa lành, hay là chúng ta lại vừa muốn vừa muốn giảm cân, hay là chúng ta lại vừa muốn được ăn những món mình yêu thích, hay là chúng ta vừa muốn lại đào thải độc tố xong lại chúng ta được ăn những món mình yêu thích. Không phải, mà cái mục tiêu của detox nó hoàn toàn khác nhau Anna Dương nhé. Nếu như những người mà là thừa cân sau khi áp dụng các lộ trình detox 31 ngày eat clean và detox mà em mang hướng dẫn, những anh chị em đó có thể sẽ xuống cân nhá. Đấy. Thế nhưng cái xuống cân đó nó chỉ là một cái phần nho nhỏ trong những cái phần cơ thể của chúng ta có nhiều độc tố. Thì khi chúng ta tham gia các liệu trình và tư vấn về độc tố ấy, thì là em luôn gửi cho anh chị em mình những cái dấu hiệu biểu hiện của cơ thể mình có nhiều độc tố đúng không ạ? Biểu hiện 32 biểu hiện độc tố đúng không? Hay 28 biểu hiện độc tố đi. Các biểu hiện mà cần thanh lọc gan này, hay là cơ thể nhiều độc tố này. Đấy. Ví dụ như mắt mình vàng này, thân nhiệt mình nóng này, miệng mình hôi khó chịu này, da mình xấu này, nổi mụn này, da bị sạm này, không đều màu này, da nám tàn nhang này, bị khó tiêu, táo bón đầy bụng này, bị mất ngủ này, thừa mỡ nội tạng này, nghĩa là thừa cân này, thừa mỡ bụng này, đúng không ạ? Đấy. Bị căng thẳng này, bị trầm cảm này, bị viêm gan, xơ gan hay là bị suy gan này, hay bị các vấn đề liên quan đến bệnh lý này, thì những cái vấn đề mà trong 32 cái biểu hiện cơ thể nhiều độc tố mà em gửi anh chị em mình ấy, cái đấy là cái chúng ta cần phải detox nhá. Đấy. Thì detox đối với những người gầy mà cơ thể nhiều độc tố thì hãy cố gắng thanh lọc cơ thể trước, có khả năng là sẽ giảm cân. Nhưng khi mà chúng ta thanh lọc rồi, chúng ta ăn uống trở lại, chúng ta tăng cân trở lại, nên không lo lắng gì Anna Dương nhá. Đấy ạ. Chị ơi, em đang ăn thực vật, hôm nay bố em mời ăn thịt gà, ăn ức gà mà tối về bụng em trướng lên, ở đau bụng làm sao nhỉ? Đúng rồi đấy Dương, Anna Dương ơi, em biết không? Khi em áp dụng cái phương pháp ăn thiên về thực vật một thời gian, đặc biệt em làm detox rồi đúng không? Cơ thể của em nó đang quen dần với cái chế độ ăn thực phẩm dễ tiêu hóa, đấy. Và khi mà em ăn trở lại những thực phẩm liên quan, sản phẩm hơi khó tiêu một chút, kể cả là đạm động vật hay là thịt gà, em lại có hiện tượng đầy bụng và trướng bụng, đúng không? Chính là những cái đấy là cái điều tuyệt vời để em biết được rằng cái thực phẩm nào nó tốt cho cơ thể của mình nhá. Cho nên là những thực phẩm nào nó không hợp với cơ thể của mình nữa, khi em ăn em có những cái phản ứng khó chịu, tốt nhất là em làm sao không nên ăn, hoặc là em ăn ít đi trong một thời gian và lắng nghe cơ thể của mình. Có một cái điều tuyệt vời là như thế này, sau khi anh chị em mình làm các lộ trình detox, đặc biệt là 31 ngày eat clean và detox thải độc mà em mang hướng dẫn đấy ạ, sau khi áp dụng một thời gian, sau đó chúng ta quay trở về, cải thiện sức khỏe rất tốt, quay trở về cái chế độ ăn giống như ngày xưa, ăn khá nhiều đạm động vật, nhiều tinh bột, nhiều đồ ăn tẩm chế biến, ăn xong cơ thể cảm thấy nôn nao, khó chịu, đầy bụng, tiêu hóa kém, đấy ạ, người bứt rứt, đấy ạ, đấy là cái dấu hiệu tuyệt vời, bởi vì chúng ta biết được thực phẩm nào nó tốt cho cơ thể của chúng ta, mà ngày xưa chúng ta không biết, bởi vì từ nhỏ đến lớn chúng ta vẫn ăn hay ăn như thế và chúng ta tưởng nó thấy là bình thường, dẫn đến hiện tượng chúng ta mới bị bệnh nào là bệnh dạ dày, bệnh về gan, bệnh về tuyến giáp, bệnh về tim mạch, bệnh các loại bệnh tật, bệnh thừa cân, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đang ăn như thế và chúng ta không biết là nó không hợp với cơ thể của mình. Nhưng khi chúng ta đã làm một cái lộ trình liên quan đến thải độc chuyên sâu, kèm theo chúng ta áp dụng được cái phương pháp cơ thể tự chữa lành, là chúng ta tìm đúng được thực phẩm nó hợp với cơ thể của mình rồi, thì chúng ta mới biết rằng chính vì ngày xưa mình hay ăn linh tinh như vậy, mình không biết, hay là có thể là ngày xưa mình cũng không biết, cho nên là mình mới bị các loại bệnh như thế này. Bây giờ khi mình biết rồi, mình ăn những thực phẩm thiên về tính chất chữa lành như thế này rồi, bây giờ thì mình làm sao? Mình không ăn những đồ ăn đấy nữa, hoặc là mình hạn chế mình ăn đi và lắng nghe cơ thể của mình, thì anh chị em mình vô tình đã tự chữa lành cơ thể của mình. Thì khi mà làm được điều đó thì những căn bệnh liên quan đến tuyến giáp, dạ dày, hay là những cái bệnh mà trước khi liên quan đến xương khớp mà anh chị em bị, nó sẽ không còn nữa, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta biết được thực phẩm nó không lành mạnh, thì biết được cái gì nó không lành mạnh cho mình thì không nên ăn thì mình sẽ không bị bệnh, đúng chưa? Đấy, cho anh chị em mình cố gắng nhé. Anna Dương ơi, em thấy cái điều tuyệt vời chưa? Đấy, khi em ăn đúng thực phẩm, cơ thể của em nó sẽ nói cho em những cái tín hiệu đó đấy. Cho nên đấy là không phải là ai cũng có thể là nhận biết được đâu, chỉ là những người thực sự ăn thiên về thực vật và làm detox một thời gian, ăn theo chế độ mà em hướng dẫn thì mọi người sẽ nhận được những cái điều đó. Cho nên cố gắng lên nhé. Đấy. Chị Lưu Quế ơi, bị tuyến giáp ăn gì tốt chị? Bị tuyến giáp ăn gì thì tốt, nhưng mà nó phụ thuộc là em đang bị tuyến giáp như thế nào. Lưu Quế ơi, em bị tuyến giáp lâu chưa? Cái phương pháp mà chị hướng dẫn cho tất cả mọi người, đặc biệt là cải thiện và chữa lành đấy, về cả tuyến giáp là liên quan đến cơ thể tự chữa lành và thiên về thực vật nhiều nhất có thể.
Ngoài ra phải kết hợp làm detox thải độc cho chị. Một thời gian thì cơ thể của em sẽ được thanh lọc, cái tuyến giáp của em nó sẽ được ổn định. Cho nên em cố gắng áp dụng cái lộ trình detox 31 ngày eat clean và detox trong một thời gian rất là ngắn đấy đi. Em sẽ thấy được cái hiện tượng là trong cái tuyến giáp của mình, giả sử như em bị cường giáp, nó sẽ giúp em nhỏ lại đúng không? Em rối loạn tuyến giáp hay là chỉ số T3, T4 của em nó không cân bằng, sau khi một thời gian em sẽ được cải thiện và chữa lành đó. Rất nhiều chị áp dụng cái phương pháp của chị trong khoảng thời gian 2 tháng đã tự chữa lành căn bệnh tuyến giáp của mình rồi. Cho nên em hãy cố gắng làm đi. Còn đừng phụ thuộc vào các loại thuốc. Rất nhiều chị em uống các loại thuốc tuyến giáp, uống thuốc tuyến giáp thì nhiều sao nhỉ, lại phát sinh ra một căn bệnh khác liên quan đến dạ dày, liên quan đến mất ngủ, liên quan đến rối loạn về đường tiêu hóa, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta đừng hơi tí phụ thuộc vào thuốc Tây, mà cái thuốc tốt nhất của chúng ta nó chính là cái bữa ăn của chúng ta, là cái lối sống của chúng ta này, nó là cái thuốc chữa lành tuyệt vời nhất. Cho nên là Lưu Quế ơi, mình đang có những lộ trình cải thiện sức khỏe, đặc biệt là bệnh tuyến giáp rất thành công. Nếu như mà em đã theo dõi chị từ lâu rồi thì hãy nhanh chóng, hãy nên làm đi, đừng để nó lâu quá nhá. Đấy, hãy cố gắng làm đi. Chị Bội Thị Phương, hay bị ngứa bàn tay vào buổi sáng khi thức dậy là bị vấn đề gì? Chị ơi, liên quan đến thải độc gan đi. Chị Phương ơi, chị đã làm thải độc gan bao giờ chưa? Ví dụ nhá, đặc biệt là vào mùa đông này, hay là một thời gian ấy, chị em sẽ thấy mình ngứa lòng bàn tay này, đúng không? Đấy, hay là ngứa lòng bàn chân này, hay là ngứa ở những cái chỗ này này. Đấy, đúng không ạ? Đấy, hay là ở khớp gút đằng này là đúng không chị? Nó là những cái vấn đề liên quan đến gan của chúng ta. Đấy, tốt nhất chị Phương ơi, mình nên thanh lọc đào thải độc tố cho gan, bởi vì gan là một bộ phận liên quan đến detox đào thải độc tố trong cơ thể của chúng ta. Hàng ngày chúng ta đang ăn những thực phẩm nhiễm độc mà chúng ta vô tình không biết, chúng ta hít không khí nhiễm độc, chúng ta làm sao nhỉ, cuộc sống của chúng ta căng thẳng, nó làm cho gan của chúng ta cũng tổn thương. Bây giờ chị cứ thanh lọc gan một thời gian đi, cái hiện tượng mà gan bị ngứa ở bàn tay nó sẽ cải thiện rất là nhiều chị nhá. Chị Phương ơi, chị làm cái lộ trình 6 tuần thanh lọc gan chưa chị? Hãy làm cái lộ trình 6 tuần thanh lọc gan chuyên sâu mà mình đang có chị, hỗ trợ mọi người cải thiện rất nhiều về chức năng của gan. Và khi gan của chị đã được làm sạch rồi, được không ạ? Thì những cái hiện tượng liên quan đến ngứa da hay là ngứa tay của mình sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều chị nhá. Chị cố gắng chị làm đi. Và khi mà chị làm cái 6 tuần thanh lọc gan ấy chị sẽ nghiêm túc theo một cái chế độ liên quan đến thực phẩm có tính chất chữa lành. Có nghĩa là chị dừng hết tất cả những cái thực phẩm mình đang ăn hàng ngày. Đấy, vô tình nó có thêm độc tố nó vào cơ thể của mình, nó làm cho cái gan mình tổn thương. Bây giờ mình sẽ không ăn những thực phẩm đó nữa, mà mình hãy ăn những thực phẩm làm cho cái gan của mình nó hồi phục sức lại. Nó liên quan đến thực vật, nó liên quan đến hoa quả, nó liên quan đến các loại trà thảo mộc đấy. Thì gan của chị nó sẽ bình phục một cách nhanh chóng, và chị không cần phải phụ thuộc vào các loại thuốc bổ cho gan. Đấy, rất nhiều chị uống các loại thuốc bổ cho gan rồi bổ thần kinh các loại bổ, nhưng nó không hiệu quả khi chỉ khi áp dụng cái liệu trình detox hay cái liệu trình 6 tuần thanh lọc gan mà em hướng dẫn. Bởi vì nó làm sao nhỉ, tận dụng cực kỳ nhiều vitamin khoáng chất từ những cái nguồn rau củ quả thực vật mà là còn nguyên vẹn, nếu không bị mất đi quá trình chế biến thì cái khả năng bình phục của mình rất là nhiều, được chưa? Đấy. Còn nếu như mình đã làm những cái lộ trình detox ngắn hạn 10 ngày rồi thì cái thời gian đó là cơ thể của chị nó đang thanh lọc đào thải độc tố, chị tiếp tục duy trì cho em, nó sẽ gọi là cho giai đoạn là khủng hoảng chữa lành chị Phương nhá. Khủng hoảng chữa lành có nghĩa là chúng ta đang dọn nhà, chúng ta đẩy rác ra ngoài, và khi chúng đẩy rác ra ngoài nó sẽ làm chúng ta cảm thấy khó chịu, đúng không ạ? Thì cho nên là những cái người mà áp dụng cái phương pháp cơ thể tự chữa lành, họ không thể tránh được cái giai đoạn gọi là khủng hoảng chữa lành. Nhưng mà chính cái giai đoạn khủng hoảng chữa lành này thì mới biết được cái phương pháp của chúng ta nó đang rất là hiệu quả, nếu như chúng ta tiếp tục duy trì và lắng nghe cơ thể của mình để cân bằng lại, để thải độc cho cơ thể của mình nó đạt kết quả tốt nhất chị Phương nhé. Nên cố gắng lên, cố gắng lên. Nhà em có rau trái cây nào thì em xay hết được không chị? Trịnh Thu ơi, em phải nói cho chị biết là cái loại rau trái cây nào mới được chứ. Nhưng mà nói là xay hết thì chị không biết là loại nào em có được nhá. Bởi vì thế mà em nên tham gia các công thức nước ép hay sinh tố mà chị hướng dẫn, chị tặng mọi người trong các lộ trình ấy. Thứ nhất là em sẽ học được các công thức nó chuẩn, nó ăn nó ngon thì nó làm cho em nó cảm thích thú lần sau. Còn em mà không có kinh nghiệm về làm sinh tố nước ép hay kết hợp món ăn ấy, em làm nó làm cho hiện tượng là mình làm không được ngon, là lần sau mình sợ mình không dám ăn nữa. Đấy, tốt nhất là cứ làm theo công thức mà chị hướng dẫn. Các công thức mà chị hướng dẫn thì rau củ nó cũng rất là gần gũi, chị hướng dẫn mọi người điều chỉnh đều rất là dễ. Cho nên em cố gắng em làm theo bài bản, cũng giống như chị mà thôi, trở thành được một người là tư vấn viên về dinh dưỡng theo phương pháp cơ thể tự chữa lành mà hướng dẫn cho mọi người, không phải chị tự dưng mà chị làm được. Chị cũng phải học các loại thầy, những người thực sự có
có tên tuổi và những người thực sự có kinh nghiệm và những người thực sự có kết quả tốt, chị phải học từ họ thì chị mới ra được cái giải pháp cho mọi người. Cho nên em hãy cố gắng là sao nhỉ, hãy học theo thầy, hãy học theo người họ hướng dẫn cho mình, thì cái con đường của em nó sẽ thành công nhanh hơn, hay em chế biến món ăn nào nó sẽ ra món ăn đó nó sẽ ngon hơn nhé. Đấy, cho nên hãy cố gắng. Còn sau khi một thời gian mình học được rồi thì mình có thể sáng tạo, mình các loại món ăn theo ý thích của mình đều được nhé. Nhưng bây giờ cái cơ bản là hãy học theo thầy trước, hãy học theo thầy. Đấy, cố gắng lên nhé. Em chưa đi khám nhưng lại có buổi nhưng lại có biểu hiện như tuyến giáp đôi lúc có cảm giác khó thở, nhưng khi đi tốc 10 ngày và hay dùng nước ép thường xuyên thì hiện tượng đó không còn nữa. Thực sự cảm ơn chị em ạ. Đúng rồi Lê Cúc ơi, bởi vì nhá, cái bệnh tuyến giáp ấy là nếu như chúng ta thực sự nghiêm túc áp dụng một chế độ ăn uống để cải thiện chữa lành ít nhất 2 đến 3 tháng theo chế độ liên quan đến thuần thực vật và đi tốc như em hướng dẫn, thì anh chị em mình hoàn toàn có thể cân bằng lại được bệnh tuyến giáp của mình và theo phương pháp tự nhiên đấy. Nhưng nếu như chúng ta chỉ làm trong một thời gian ngắn, ví dụ như các bạn như em Lê Cúc này làm 10 ngày đúng không ạ, em lại quay trở về chế độ ăn uống bình thường của mình, hoặc là không duy trì cái việc là bổ sung vitamin khoáng chất từ các loại rau củ quả thực vật, thì cái hiện tượng cảm giác cái khó chịu của mình nó rất dễ dàng quay trở lại. Do đó anh chị em mình nhớ nhá, hãy cố gắng cái gì nó tốt cho mình thì hãy cố gắng duy trì nó lâu dài và duy trì nó thường xuyên. Còn những ai mà đang có vấn đề bệnh lý mà muốn chữa lành thường xuyên thì phải nhất khoát trong một thời gian nghiêm túc để mình làm. Đấy, mình làm triệt để thì mình mới đạt kết quả nhanh được nhá. Đấy là cái bài học mà Emma thấy ra hàng ngày. Có rất nhiều chị đã nói với Emma là em ơi, chị đang bị gan nhiễm mỡ, chị đang bị thiếu sắt, chị bị xương khớp, bị tràn dịch xước khớp gối, chị nhức mỏi xương khớp, rồi chị đau cổ vai gáy. Chị cũng uống nước ép như em hướng dẫn, chị cũng làm sinh tố, chị cũng ăn eat clean như em. Thế nhưng mà chị không khỏi được bệnh. Đấy, tại sao vậy em ơi? Thì Emma cũng đã hướng dẫn cho anh chị em mình rồi. Đó là khi chúng ta đã bị liên quan đến bệnh, chúng ta phải nghiêm túc, phải ăn kiêng và phải theo đuổi nó một thời gian nhất định để cơ thể của chúng ta có khả năng phục hồi, tái tạo và sửa chữa. Chúng ta không thể kỳ vọng ăn một bữa, hai bữa mà chúng ta khỏi được bệnh đâu, mà chúng ta phải ăn cả ngày những gì chúng ta cần ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành, mà theo các lộ trình mà em đã hướng dẫn đấy á, thì chúng ta đạt kết quả rất nhanh chóng. Cho nên anh chị em mình cố gắng nhé, hãy cố gắng đi. Mà các món ăn trong các lộ trình, ví dụ như là 31 ngày, 28 ngày ăn da đẹp Giáng sinh, hay các lộ trình về tăng cân, giảm cân đều rất là ngon, cho nên là không có gì mà chúng ta cảm thấy khó khăn. Cho nên anh chị em mình cùng nhau cố gắng nhé. Đấy, còn những người bị bệnh thì cố gắng ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành thiên về thực vật nhiều nhất cho em, được chưa ạ? Gần đến cuối năm là anh chị em mình hay bận rồi hay tiệc tùng thường xuyên với cơ quan đúng không ạ? Đây là cái thời gian để chúng ta dọn dẹp cái người của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta phục hồi, chúng ta tái tạo năng lượng. Hay là những chị em đã từng áp dụng các lộ trình detox của Emma rồi thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể tái sử dụng lại được không ạ? Đấy, đấy là những cái điều tuyệt vời khi anh chị em mình tham gia các lộ trình mà Emma hướng dẫn. Đó là chúng ta đăng ký một lần, chúng ta sử dụng trọn đời, được chưa ạ? Chứ không phải là dùng các loại thuốc hay là các lộ trình mà chúng ta hay mua bên ngoài. Bên ngoài thì chúng ta chỉ dùng được một tí nhưng chúng ta là hết, đúng không ạ? Nhưng khi đăng ký các lộ trình của em Mai, anh chị em mình học được rất nhiều những cái điều mà mình nhận được nhiều hơn thế nữa, đúng không ạ? Và chúng ta hãy cố gắng làm lại nhé. Kiều Phượng, mình ăn thô nhưng vẫn ăn cơm, chỉ ăn ít hơn thôi thì không giảm được cân, nên không giảm được cân. Chị Phượng ơi, chị đang ăn thô theo lộ trình ăn thô của bên mình hay là chị tự ăn? Chị Phượng ơi, chị đang theo ăn lộ trình 30 ngày ăn thô của mình hay là chị tự ăn theo lộ trình ăn thô của chị? Thực ra cái mục tiêu của phương pháp ăn thô là như thế này. Chúng ta tùy theo cái nhu cầu của anh chị em mình, nếu những ai mà thích ăn liên quan đến hoa quả, thực phẩm tươi sống thì chúng ta áp dụng cái chế độ ăn thô nó cũng rất là hay, nó rất là tiện và nó có khả năng chữa lành cũng rất là tốt cho nhiều người, nhiều bệnh tật đấy ạ. Thế nhưng mà chúng ta phải hình dung là nếu như chúng ta muốn giảm cân ấy, thì chúng ta phải áp dụng nó bài bản thì cái thời gian giảm cân của chúng ta nó diễn ra nhanh hơn và nó hiệu quả hơn. Chị Phượng nhá, không biết là chị đang ăn theo lộ trình ăn thô là bên em đang hướng dẫn chị hay là chị tự ăn thô. Nếu như chị đang ăn theo lộ trình của bên em hướng dẫn chị và chị muốn giảm cân nữa thì chị nhắn tin vào fanpage, em sẽ điều chỉnh cho chị cho đạt kết quả tốt nhất, được chưa? Còn nếu như mà chị tự làm ăn thô đã rất là tốt rồi, nhưng mà nếu như chị muốn giảm cân thì chị phải làm theo một cái lộ trình nó thực sự là nghiêm túc thì cái thời gian giảm cân của chị nó diễn ra nhanh hơn, chị Phượng nhá, cố gắng lên chị Phượng ơi. Nên nhắn tin vào fanpage em hướng dẫn cho chị làm cái gì nó kiểu nó bài bản, cái thời gian nó hiệu quả hơn, đúng không anh chị? Huyền BB, chị ơi em mới mổ ung thư bàng quang nên uống những loại nước ép nào? Huyền ơi, các công thức nước ép đều rất là tốt cho em, đặc biệt công thức liên quan màu xanh, màu đỏ, cà rốt đều rất là tốt. Em có cái quyển sách nước ép trị liệu của chị chưa Huyền ơi?
em nên có quyển sách đó và áp dụng các công thức liên quan cho người bị ung thư. Trong quyển sách đó là chị có hình như là khoảng gần 12, hơn 10 công thức đấy, 10 đến 20 công thức gì đó không nhớ chính xác, cả liên quan nước ép sinh tố và trà thảo mộc và chế độ ăn cho người bị ung thư. Em nhớ có quyển sách đó nhé. Đang cho con bú có detox được không? Lily Trường đang cho con bú, rất nhiều mẹ bỉm sữa đã làm detox cũng rất thành công. Em nhắn tin vào fanpage chị tư vấn cho em. Nếu như mà em làm detox được rất là tốt cho em nhá. Đấy ạ. Thứ nhất là giúp cho em có cái nguồn sữa chất lượng tốt, bởi vì khi mà em uống nước ép và rau củ quả, em hiểu không? Thì cơ thể em nó sẽ nạp rất nhiều vitamin và khoáng chất, và em sẽ nguồn lấy cái nguồn sữa mà em truyền cho con mình, nó là những cái nguồn sữa giàu giá trị dinh dưỡng như vậy. Em cho con mình ăn được chưa? Thì con mình cái hệ miễn dịch nó tốt, nó khả năng ví dụ như là nó sẽ hạn chế là những cái loại bệnh trẻ con hay ốm vặt, trẻ nhỏ hay ốm vặt. Cho nên nếu như mà em chưa kịp ăn eat clean bao giờ thì bây giờ em sẽ tập ăn eat clean, sau đó em làm detox cho chị rất là tốt. Và bên mình có cái lộ trình ăn eat clean cho mẹ bỉm sữa và kết hợp với detox nữa, thì em nên làm cái lộ trình đó nhé. Nhắn tin vào fanpage chị tư vấn cho em và cố gắng áp dụng đi em ơi. Cái quan trọng nữa đối với tất cả các mẹ bỉm sữa hay là những mẹ mà không phải là bỉm sữa nữa, các con lớn rồi đúng không ạ, thì chúng ta càng phải ăn eat clean càng sớm càng tốt. Chúng ta càng ăn healthy càng sớm càng tốt. Khi chúng ta ăn được như thế, các con của chúng ta, người thân của chúng ta, trong gia đình của chúng ta cùng nhau có một cái lối sống lành mạnh như thế nhá. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải hướng tới. Đấy ạ. Trần Hoàng Anh, sao thấy các loại rau củ em hướng dẫn hầu như không có cà chua? Công thức nào là không có cà chua chị Hoàng Anh ơi? Tùy các loại công thức thôi. Ví dụ như là liên quan đến salad thì em rất hay cho cà chua đấy chị Hoàng Anh. Đấy, chị đang tham gia cái lộ trình là chị ơi, cà chua rất là tốt cho mình. Nếu như chị thích ăn cà chua thì cho cà chua vào trong các công thức salad. Còn các công thức liên quan đến nước ép thì em chỉ dùng những cái công thức nước ép có tính chất trị liệu tốt nhất, và hai là nó dễ dùng nhất và nó ngon nhất cho mình chị nhá. Đấy, chị có thể uống công thức nước ép cà chua riêng cũng được, và cũng có một số loại công thức kết hợp với cà chua cũng rất là ngon. Chị có thể đa dạng được chị Hoàng Anh nhá. Chị Liên ơi, chị em hỏi là mình ăn mãi không giảm nên hơi nản. Chị Liên ơi, chị ăn mãi không giảm, chị ăn theo lộ trình nào mà không giảm chị ơi, thì nhắn tin và em điều chỉnh cho chị cái lộ trình nào để chị ăn mà không giảm thì em điều chỉnh lại cho chị nhá. Chị cố gắng lên, vì cái cơ thể của mỗi người mỗi khác. Anh chị em mình hãy cố gắng. Cái phần lớn của chị em chúng ta là như thế này, thích ăn để chúng ta giảm cân, đúng không ạ? Đấy, chắc chắn rồi, khi chúng ta đang thừa cân chúng ta mong muốn giảm cân, cái đấy là chúng ta mong muốn nhất. Thế nhưng mà chúng ta hãy cố gắng là phải hiểu bản chất là chúng ta đang áp dụng một cái phương pháp không chỉ giúp cho chúng ta giảm cân mà nó còn giúp cho chúng ta cải thiện sức khỏe từ trong ra ngoài. Đấy, chữa lành các vấn đề mà cơ thể của chúng ta đang gặp. Đấy ạ, ví dụ như mệt mỏi, tiêu hóa, đau đầu, giấc ngủ, đúng không ạ? Giúp cho chúng ta hình thành và duy trì chế độ ăn uống lâu dài. Nó là những cái lợi ích nó còn cao xa hơn cả việc giảm cân, được chưa? Để chúng ta hạn chế bệnh tật. Thì cái việc giảm cân ấy thì nó phụ thuộc vào cơ thể mỗi người mỗi khác. Đấy, có những người áp dụng cái lộ trình 35 ngày giảm từ 3 đến 5kg rất dễ dàng. Có những người áp dụng lộ trình 65 ngày giảm từ 5 cân đấy đến 7 cân. Nhưng cũng có những người áp dụng cái lộ trình 65 ngày giảm hơn 10 cân, mười mấy cân đấy. Hay là có những anh chị áp dụng lộ trình 17 ngày detox giảm hẳn 7 cân, đúng không ạ? Nhưng mà cả nhà mình ơi, hãy nhìn rộng hơn một chút. Cái cân nặng nó chỉ là những cái điểm để chúng ta có thể làm cho chúng ta hài lòng một chút. Nhưng anh chị em hãy nhìn nhận rằng là mình áp dụng theo phương pháp này, mình thấy được những lợi ích gì? Đấy, sức khỏe mình thấy tốt không? Mình ngủ ngon không? Da mình đẹp không? Đường tiêu hóa mình tốt không? Người mình nhiều năng lượng không? Đấy, những biểu hiện ngày xưa mình hay gặp nó còn hay không? Đấy là những cái mà chúng ta cần phải khai thác nó sâu xa hơn. Còn cái việc giảm nặng, giảm nhiều hay giảm ít, chúng ta phải duy trì nó lâu dài. Và chúng ta phải để cơ thể của chúng ta một cách làm sao nhỉ? Tự nhiên, đừng áp lực quá. Đấy là một trong những cái sai lầm của rất nhiều chị em. Đó là muốn giảm cân một cách gấp, cấp tốc, do lúc nào cũng chỉ mong đến giảm cân thôi. Thì suốt ngày nhảy lên cân liên tục, xong là căng thẳng càng không giảm được cân. Đấy, càng căng thẳng càng ăn ngon, càng ăn nhiều, xong lại càng suy nghĩ nhiều, lại khó giảm cân. Thôi bây giờ mình cứ kệ, cân nặng là không để ý nữa, miễn là sao người mình khỏe là được. Đấy, đấy là những cái mà em đã tư vấn cho rất nhiều chị em. Sau một thời gian mà em áp dụng, đấy, hướng dẫn theo chế độ mà em Ma hướng dẫn, các chị em bây giờ bảo với em Ma rằng là chị em Ma ơi, bây giờ em không quan trọng cái vấn đề hình dáng hay là cân nặng của em bao nhiêu đâu chị. Em chỉ quan trọng là người em nó khỏe là được chị ạ. Bây giờ em khỏe rồi thì cân nặng của em nó cũng giảm rất là nhanh. Đấy, tinh thần em nó thoải mái, cái đấy em được quan trọng hơn, và hạn chế bệnh tật. Cho nên các chị đừng nản. Đấy, mình đang theo hẳn một cái chế độ ăn uống để mình duy trì và hình thành nó lâu dài. Mình hãy nhớ về cái mục tiêu của nó là như vậy. Còn nếu như các chị đang áp dụng các lộ trình, nếu mà các chị muốn giảm cân một cách nhanh nữa hơn nữa, thì các chị cứ nhắn tin vào fanpage, các bạn ấy sẽ hướng dẫn anh chị em mình điều chỉnh.
chỉnh tốt nhất có thể. Nên mọi người hãy cố gắng nhé. Mình đang áp dụng một chế độ để mình thay đổi hẳn một lối sống, chứ không chỉ là những cái chỉ số cân nặng thông thường. Cho nên anh chị em mình hãy cố gắng. Nguyễn Hà Thu, em muốn ăn để tóc khỏe đây chị ơi. Đúng rồi Hà Thu, em ăn để em cải thiện tóc khỏe, cải thiện làn da của mình, cải thiện về đường tiêu hóa của mình, cải thiện về giấc ngủ của mình, đúng không? Cho nên em cố gắng và duy trì. Mỗi người có một cái phương châm khác nhau. Người thì muốn giảm cân, người muốn tăng cân, người thì muốn cải thiện chữa lành, đúng không ạ? Tất cả mọi người đều cùng áp dụng theo cái chế độ của em mà nghiêm túc thì anh chị em mình thấy là cái nhu cầu mục tiêu của mình đều được như ý muốn nhá. Nhưng chúng ta phải kiên trì, được chưa? Mình muốn chăm sóc cái da của mình ấy mà nó đẹp ấy, thì mình phải cho cái da của mình nó ăn những thực phẩm nó cần. Giống như anh chị em mình muốn đi tập thể dục để cho cái ngực của mình nó to hơn, cái mông của mình nó to hơn, đúng không? Thì chúng ta phải làm sao tập luyện. Đấy, tập luyện thì cái, những cái phần đó của chúng ta nó sẽ có những cái hiệu quả tốt, đúng không? Thì cũng như là cái da của chúng ta, đây là những cái bài học của rất nhiều chị đã phải trả mấy chục triệu mua các loại mỹ phẩm đắt tiền để bôi lên da của chúng ta nhưng không hiệu quả. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, 30 ngày, đấy, 30 ngày rất ngắn, ăn theo cái chế độ ăn uống mà em mang hướng dẫn, eat clean và làm detox hoặc là eat clean ăn chay thôi, lộ trình nào cũng được, đấy. Thì da tự dưng được chữa lành, những cái vấn đề da bị mụn thâm này, da nám này, da tàn nhang này, da bị ngứa này, da bị nổi mụn này, sau một thời gian được cải thiện chữa lành đấy bằng chính cái lộ trình dinh dưỡng đó. Cho nên anh chị em mình hãy nhớ nhé, một công chúng ta làm bao nhiêu việc luôn, cho nên hãy cố gắng lên. Phương Trinh ơi, em hoàn toàn có một làn da rất là đẹp nếu như em áp dụng cái chế độ ăn uống mà chị hướng dẫn, cố gắng lên nhé. Chị Hà Helen, gan nhiễm mỡ có dùng thải độc gan được không em? Chị Hà ơi, chị có lộ trình 6 tuần thanh lọc gan chưa? Nếu như mà chưa có cái lộ trình thanh lọc gan ấy thì chị nên làm cái lộ trình 6 tuần thanh lọc gan đi, hỗ trợ cải thiện gan nhiễm mỡ rất là nhanh chị nhá. Đấy, cố gắng lên. Đấy. Tùy theo cái mức độ gan nhiễm mỡ của mình như thế nào, nếu như mà nó khá là nặng và phức tạp thì mình nên làm cái 6 tuần thải độc gan chuyên sâu chị nhá. Nó sẽ giúp cho mình cái gan của mình thanh lọc rất là tốt, chị cố gắng làm. Chị Hà ơi, chị Nguyệt Nguyễn này, bé nhà em lớp 5 bị mụn nhiều nên ăn gì? Con mà lớp 5 đã bị mụn rồi thì chứng tỏ là do cái lối sống sinh hoạt của mình. Bố mẹ phải lưu ý cho em mà có khả năng là ăn quá nhiều thực phẩm mà liên quan đến khó tiêu cho đường tiêu hóa, hay là thực phẩm làm cho cơ thể mình bị dị ứng. Mụn kiểu gì? Mụn là mụn ngứa hay là mụn cám hay là mụn bọc hay là mụn như thế nào? Đấy, hay là mụn kiểu dậy thì đấy, đấy. Thì chứng tỏ là chúng ta đã ăn quá nhiều thực phẩm, nó không tốt cho cơ thể của chúng ta. Thực phẩm có nhiều hormone, có nhiều tăng trọng, ví dụ như các loại chúng ta lạm dụng quá nhiều các loại sữa khó tiêu, sữa động vật, sữa đường đấy, thì các mẹ nên giảm không cho con trong thời gian này. Thiên về cho con ăn thực phẩm liên quan đến thực vật nhá, nhiều nhất có thể. Nguyệt Nguyễn ơi, nếu như bé nhà mình 5 tuổi mà bị mụn nhiều, em bây giờ em cho con ăn theo phương pháp ăn Eat Clean đi em ơi. Em nhắn tin vào fanpage đăng ký cái lộ trình ăn Eat Clean cho cả gia đình. Đấy. Thì để cho con em được áp dụng một cái chế độ ăn uống nó cân bằng dinh dưỡng, thứ nhất là nó sẽ giảm bớt đi những thực phẩm có tính hormone tăng trọng nhiều từ các loại trứng sữa hay là những thịt sản phẩm mà chúng ta hay đang lạm dụng. Đấy, lạm dụng quá nhiều đồ ăn chế biến sẵn, để em cân bằng lại dinh dưỡng một thời gian cho con nhá. Sau khi con em ăn Eat Clean quen rồi thì mình sẽ cho con tăng dần các bữa ăn xanh lên cho chị. Thì như vậy một thời gian sau thì cái hiện tượng mụn của con sẽ được cải thiện chữa lành một cách tuyệt đối. Còn nếu như mà bây giờ em cứ để chế độ ăn uống bình thường, cứ lạm dụng những đồ ăn có nhiều hormone, nhiều tăng trọng, con phát triển nhanh thì hiện tượng mụn rồi các loại vấn đề nó sẽ xảy ra không ngừng. Cho nên cố gắng lên nhé. Hai cuốn sách nước ép trị liệu và Eat Clean có đầy đủ phương pháp không ạ? Để em dinh về luôn. Quyển sách Eat Clean là quyển sách hướng dẫn anh chị em mình chế độ ăn uống Eat Clean làm sao cho nó khoa học, cho nó đúng cách, được chưa? Còn quyển sách trị liệu nó là một quyển sách hoàn toàn khác theo phương pháp cơ thể tự chữa lành liên quan đến vấn đề bệnh lý rất là nhiều. Hoặc là nói lên cái nguồn gốc tại sao mà chúng ta bị bệnh tật, thì chúng ta nên đọc quyển sách đó để chúng ta sẽ tỉnh ngộ ra là những cái gì chúng ta đang làm. Có rất nhiều người họ đang làm sai đấy mà chúng ta chưa biết được. Và chúng ta áp dụng trong cái quyển sách nước ép trị liệu đó, nó có 40 bệnh lý khác nhau, thì chúng ta sẽ có các công thức nước ép và đồ uống trong các vấn đề bệnh lý đó, và có cả cái chế độ ăn nữa. Thế nhưng nó là những cái gợi ý và là những cái kiến thức dinh dưỡng để chúng ta hiểu được bản chất vấn đề. Còn nếu như mà anh vui, em muốn theo một cái lộ trình gì đó mà chi tiết hơn, ví dụ như em muốn giảm cân hay là em muốn cải thiện các vấn đề bệnh lý của mình, ví dụ như tuyến da, gan nhiễm mỡ hay xương khớp ABC, thì em nên tham gia những cái lộ trình online của mình, thì nó sẽ bài bản hơn, nó sẽ chi tiết hơn, thì em sẽ đạt kết quả tốt hơn. Còn những cái quyển sách kia là những cái quyển sách về kiến thức dinh dưỡng để chúng ta hiểu được cái bản chất của vấn đề nhá. Đấy, đấy là hai cái sự khác nhau. Cho nên em cố gắng có được cả quyển sách và có được các lộ trình online rất
rất tốt cho em trong cái khả năng chữa lành, được chưa em? Chị Nguyễn Sáu Phương, chị muốn tham gia chị muốn giảm 10kg thì detox thế nào? Chị Nguyễn Phương ơi, chị muốn giảm 10kg hoàn toàn có thể làm được. Chị kết hợp cái lộ trình, thứ nhất là Eat Clean kết hợp với detox cho em nhé. Chị có thể làm lộ trình 75 ngày hoặc là 95 ngày, lộ trình dài ngày hơn, bởi vì mình 10kg chứ không phải là 1-2kg. Mình cần thời gian để cơ thể của mình đào thải, loại bỏ được cái phần mỡ thừa đó. Cho nên mình cần một cái thời gian nhất định, ít nhất là từ 2 tháng trở lên chị nhá. Đấy. Thì nhưng nếu như chị nghiêm túc làm theo những cái gì mà em mang hướng dẫn trong các lộ trình 75 ngày hay là 95 ngày, lộ trình dài ngày cho chị, thì chị hoàn toàn giảm được 10kg giống như mọi người. Đấy ạ. Nên cố gắng lên nhá. Đấy, cố gắng áp dụng các lộ trình để đạt kết quả tốt nhất. Cố gắng lên chị nhá. Em dùng detox nhưng thấy nhanh đói, em đang tham làm Phương Thủy ơi, đang tham gia các lộ trình detox mà chị hướng dẫn đúng không? Mà thấy nhanh đói thì em nhắn tin, các bạn sẽ điều chỉnh cho em. Em nhớ nhá, khi ăn liên quan đến thực vật, rau củ quả, cái tâm lý của mình nó thoải mái. Đừng nghĩ là mình ăn như này không có đạm, không có cơm chắc là nhanh đói lắm đâu. Cái tâm lý của mình ấy, hay là trong cái phương pháp cơ thể tự chữa lành của anh chị em mình ấy, nếu lúc nào chúng ta cũng nghĩ chúng ta đang bị bệnh, lúc nào chúng ta cũng nghĩ là chúng ta xấu, lúc nào chúng ta cũng nghĩ là chúng ta làm sao, người mệt mỏi, thì lúc đó chúng ta luôn có những cái tâm lý như thế. Hay là chúng ta đang nghĩ là chúng ta đang làm detox, chúng ta không được ăn thịt, không được ăn cá, không được ăn cơm, ăn như này chắc là không sống được, ăn như này chắc là không có sức để làm việc, thì chúng ta sẽ luôn có cảm giác đói, được chưa? Cho nên khi cái tâm lý của mình khi làm detox hay áp dụng các phương pháp mà em mang hướng dẫn, cái tâm lý của chúng ta phải là một cái tâm lý tích cực, có nghĩa là không nghĩ về những cái điều tiêu cực nữa. Hãy quên nó đi, hãy kệ nó, hãy nghĩ bình thường, thì cái việc đó xảy ra rất đơn giản nhá. Chứ đừng cứ nghĩ là chị ơi ăn này, ăn hoa quả, rau củ, không có cơm, không có bún, có miến, có phở này em ăn chắc là đói, không làm được việc, hoàn toàn là sai lầm. Đấy. Có những anh chị, hầu hết tất cả mọi người, ngay bản thân em mà khi mà làm detox cũng thế, cứ nghĩ như vậy là không đủ chất hay là không làm được việc. Nhưng mà sự hoàn toàn nó là trái ngược. Sau khi áp dụng chỉ cần 2 hôm, 3 hôm, cơ thể mình quen rồi thì em ăn chỉ tưng thế thôi, người em có tràn trề năng lượng mà nó còn khỏe hơn cả cái thời ngày xưa em ăn đồ ăn nấu chín nhiều. Em hình dung cho chị nhá. Nhưng mà em phải để cho cơ thể của em có thời gian được thích nghi hẳn. Bởi vì ngày hôm qua mình đang ăn rất là thịt thà nhiều, đồ ăn tinh bột nhiều. Hôm nay mình ăn thực phẩm tươi sống, mình ăn như vậy mình chưa quen, chắc chắn là mình sẽ có cảm giác hơi thèm đồ ăn nấu chín một chút rồi, đúng không? Nhưng hãy cố gắng 2 đến 3 hôm là cơ thể của em nó sẽ thích nghi. Và khi em đã đặt điều đó rồi em thấy nó rất là tuyệt vời nhá. Cái bằng chứng là như thế này đây, là chính bản thân em mà đây. Là sau khi áp dụng cái phương pháp ăn thiên về thực vật một thời gian, ăn chay và làm detox một thời gian, từ một người không thể chạy bộ được đến 2-3 cây số mà Emma chạy được khoảng 24 cây số, mọi người thấy cái sự thay đổi hoàn toàn chưa? Nó là một cả một cái quá trình, nhưng mà chúng ta hoàn toàn thay đổi được. Nên cố gắng lên nhá. Đấy ạ. Có niềm tin là sẽ có chiến thắng. Chị Hương Ngô này, em bị xung huyết bao tử không detox được phải không ạ? À Hương Ngô ơi, đối với những người mà liên quan đến bệnh dạ dày, xung huyết bao tử, em nhắn tin vào fanpage. Thời gian này thì mình chưa làm detox vội, nhưng mình sẽ cần ăn theo một cái phương pháp ăn Eat Clean, ăn thiên về thực phẩm có tính chất chữa lành. Hiện tại là chị đang có cái bộ công thức 13 công thức cháo chữa lành cho em. Đấy, em áp dụng cái chế độ cách chế biến các món cháo chữa lành mà chị hướng dẫn cho em. Và đối với những người liên quan đến bệnh dạ dày mà đặc biệt là xung huyết rồi thì phải ăn thiên về thực vật 100% cho chị nhá. Và áp dụng các công thức cháo chữa lành, có thể ăn toàn cháo cũng được, nhưng các món cháo của chị nó rất là ngon, chế biến healthy, nó sẽ giúp cho em cải thiện và nhanh bình phục. Còn nếu như mà đã là ăn cháo đã bị xung huyết mà lại ăn thịt một ngày 3 bữa thịt, xong là uống trứng sữa, ăn trứng sữa, ăn thực phẩm khó tiêu, thì cái khả năng chữa lành bệnh xung huyết của em nó rất là lâu nhá. Cho nên là nhắn tin vào fanpage, chị có gửi tặng cái bộ 13 công thức cháo chữa lành. Và hãy cố gắng để cho cơ thể mình ăn thuần thực vật một thời gian, lắng nghe cơ thể của mình. Sau khi nó ổn định rồi thì em sẽ ăn theo cái phương pháp làm detox thải độc rất là tốt nhá. Cố gắng lên. Chị Nguyễn Thị Phúc, một ngày em uống 1,5 lít nước ép à em, một ngày uống 1,5. Chị Nguyễn Phúc ơi, một ngày uống 1,5 lít nước ép à em. Chị ơi, chị đang áp dụng cái lộ trình nào chị ơi? Cái vấn đề uống nước ép ấy, nó còn phụ thuộc vào cái cơ thể một mình, chế độ ăn của mình trong ngày như thế nào nữa chị. Nếu như chị đang áp dụng các lộ trình mà em hướng dẫn thì chị cứ thế mà áp dụng thôi nhá. Còn nếu như mà chị không làm các lộ trình dinh dưỡng mà chị đang chỉ hỏi là một ngày uống bao nhiêu lít nước ép thì nó hợp với cơ thể của mình. Ví dụ như chị là muốn chị là uống nước ép để bổ sung thêm vitamin và khoáng chất và chị ăn uống bình thường, thì ít nhất là cứ khoảng 500-700ml một ngày là rất là tốt rồi chị nhá. Đấy ạ. Cho nên mình phụ thuộc vào cái nhu cầu của mình như thế nào nữa.
Chị Vân Anh, ngày mai em bắt đầu lộ trình 17 ngày detox, không biết có sử dụng sữa chua lên men protein được hay không chị? Mà Vân Anh ơi, như thế này nhá, em áp dụng cái phương pháp detox là cái chế độ ăn thiên về thực vật 100% em nhé. Là cái phương pháp chúng ta để cơ thể tự chữa lành bằng thực vật thuần chay. Nếu như mà em muốn áp dụng cái phương pháp này, thấy cái sự kỳ diệu của thực vật, thì em hãy cố gắng là không ăn các sản phẩm liên quan đến sữa bò trong thời gian này đấy nhá, thì em sẽ thấy được cái sự kỳ diệu của nó đã xảy ra đấy. Còn nếu như mà em vẫn muốn ăn những sản phẩm lên men từ sữa bò thì thực ra nó không sao cả, nhưng mình đang muốn là mình để sự 100% từ thực vật, từ thiên nhiên nó vào để mình cải hóa, để mình thay đổi, để mình thanh lọc cơ thể của mình ấy. Sau đó em ăn lại cái sữa chua lên men đi, em sẽ có những cái hiện tượng nó sẽ xảy ra. Có thể là cũng có rất nhiều người họ ăn sữa chua, họ không biết là cơ thể mình bị dị ứng với sữa chua đâu đấy. Nhưng mà sau khi em có một cái thời gian nghiêm túc, em làm cái lộ trình 17 ngày ăn hoàn toàn về thực vật, nếu như em làm được, em ăn lại sữa chua, biết đâu em lại tìm ra mình lại không hợp với sữa chua thì sao. Còn bây giờ em vẫn ăn được, nhưng mà em muốn thanh lọc đi tốc 100% về tự nhiên, thì chị khuyến khích em cứ thử một thời gian 17 ngày không ăn sữa chua đi xem thế nào nhá. Còn không thì ăn sữa chua từ thực vật nhá. Đấy ạ. Còn các công thức ở trong lộ trình thì nó rất là đầy đủ dinh dưỡng, rất là nhiều rồi, chị nghĩ là nó sẽ không làm cho em bị đói đâu nhá, nên là cố gắng. Chị Phùng Quỳnh, chị Emma ơi, tự nhiên em bị nổi mụn trên mặt, có phải cơ thể có độc tố không chị? Đúng rồi em ơi, cơ thể của mình không phải tự dưng mà nó có vấn đề đâu. Tự dưng nhá, mình bị ngứa này, tự dưng mình nổi mụn này, tự dưng mình nám này, tự dưng mình... Nó giống như cái tâm trạng của chúng ta, lúc thì hôm nay rất là vui, lúc thì rất là buồn, đúng không ạ? Đấy, thì cái gan của chúng ta nó cũng thế thôi. Giống như kiểu là chúng ta tả như này nó dễ, giống như kiểu là chúng ta tắm ấy, ngày nào chúng ta cũng tắm đúng không ạ? Hôm nay chúng ta tắm thì người chúng ta rất là sạch, 2-3 hôm sau chúng ta không tắm người chúng ta lại bẩn. Thì cái gan của chúng ta nó cũng thế thôi, nó sẽ bị nhiễm bẩn rất thường xuyên đấy, và không thể tránh được đấy. Cho nên khi cơ thể chúng ta, cái gan nó bị nhiễm độc tố thì nó sẽ có những cái biểu hiện cơ thể của chúng ta bị, ví dụ như da nám, da tàn nhang, nổi mụn, ngứa, đúng không ạ? Cơ thể mệt mỏi, người khó tính, hay là nổi những cái mẩn, đúng không ạ? Thì đấy là hiện tượng độc tố rất là bình thường. Cho nên là khi biết được điều đó, chúng ta làm sao? Thay đổi lại chế độ ăn của mình. Còn nếu như chúng ta chưa làm thanh lọc đào thải độc tố của mình ấy, Phùng Quỳnh ạ, thì em nên làm đi. Cái thời điểm này là em nên phải làm nhá. Cố gắng lên, thanh lọc đào thải độc tố của mình đi nhá. Cố gắng lên em ơi. Chị Trinh này, Emma ơi, chị đang uống nước ép chị đang uống nước ép rau củ quả mà miệng cứ nhiệt quá em ơi. Chị Trinh ơi, cái việc ấy, chúng ta có rất nhiều chị cũng giống như cái hiện tượng của chị, đó là thời gian đầu khi chúng ta uống nước ép rau củ quả để thanh lọc cơ thể ấy, thì có rất nhiều chị cũng bị hiện tượng là bị nhiệt miệng đấy, bị nhiệt miệng, bị nóng trong người đấy, bị khó chịu, thậm chí là không nhai được, đúng không ạ? Đó là một cái hiện tượng là khủng hoảng chữa lành thôi chị, nên là chị cứ cố gắng duy trì lắng nghe cơ thể của mình, bổ sung thêm các thực phẩm liên quan đến thực vật đấy, uống thêm nước chanh ấm một thời gian, làm thêm cái phương pháp thanh lọc thụt tháo đại tràng nữa, thì cái con đường thải độc của mình nó diễn ra nhanh hơn chị nhé, cái khả năng chữa lành của mình nó diễn ra nhanh hơn. Thì đấy nó gọi là cái giai đoạn khủng hoảng chữa lành, và ai cũng bị chị ạ. Đấy, ngày xưa có những người thì họ bị nhiệt miệng, có những người thì họ bị nổi mẩn ngứa khắp người luôn đấy ạ. Bởi vì cơ thể của họ bắt đầu đang, cái gan họ bắt đầu đang được thanh lọc, nó làm sạch đấy, nó sẽ có những cái phản ứng phụ. Chị cứ lắng nghe cơ thể của mình nhá, duy trì cái chế độ ăn uống nó kết hợp với phương pháp làm sạch thải độc tự nhiên, ví dụ như là kết hợp phương pháp làm sạch đại tràng này, tắm nắng này, tập luyện này, giữ tinh thần thoải mái này, ăn những thực phẩm ít hóa chất này, duy trì bổ sung các công thức nước ép một thời gian, thì những cái hiện tượng đó của mình nó sẽ được cải thiện và chữa lành. Cố gắng lên nhé. Chị Trần Thị Ngân, em đang liệu trình 65 ngày đã giảm cân mà em khó ngủ quá, chị Emma để làm gì cải thiện? Ngân ơi, nếu như mà em đang làm lộ trình 65 ngày, em đã làm xong cái lộ trình này chưa? Đấy, nếu như mà làm xong lộ trình này rồi, đấy mà giảm được cân rồi, chị khuyến khích Ngân nên làm cái lộ trình detox đi em ơi, để thải độc một thời gian đi em ơi. Đấy, làm cái lộ trình 10 ngày detox nữa đi. Đấy, nó sẽ giúp em cái sự khác nhau giữa 65 ngày ăn eat clean, nó là một cái chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng, em không ăn kiêng đúng không? Em vẫn ăn thịt cá trứng sữa bình thường. Thế nhưng mà bây giờ em hãy nên làm detox thải độc đi, bởi vì cơ thể của em đã có một cái thời gian được ăn eat clean làm quen rồi, thì bây giờ em làm detox thải độc chuyên sâu, nó sẽ giúp cho em cải thiện chữa lành thêm các vấn đề sức khỏe nữa. Đấy, hoặc là cái bệnh mất ngủ của em, bệnh khó ngủ của em sẽ được cải thiện rất là tốt sau khi em làm thêm cái lộ trình 10 ngày detox nữa. Nhắn tin vào fanpage, các bạn sẽ hướng dẫn em làm cái lộ trình 10 ngày detox nữa. Cái sự khác nhau giữa cái lộ trình 65 ngày giảm cân ấy, em giảm được bao nhiêu cân rồi Ngân ơi?
Thông thường cái lộ trình 65 ngày giảm cân là từ 5 cân trở lên, 5 đến 7 cân đến 10 cân, thậm chí hơn 10 cân tùy từng người. Đấy. Thì nó sẽ giúp em giảm cân rất là tốt, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta, cơ thể của chúng ta ai ai cũng có độc tố từ đồ ăn, từ môi trường sống, đúng không ạ? Kể cả chúng ta ăn eat clean, chúng ta ăn healthy, chúng ta ăn thô, chúng ta vẫn ăn theo độc tố, bởi vì đồ ăn của chúng ta nó không được sạch, đúng không? Thuốc trừ sâu, thuốc tăng trọng, thuốc bảo quản, đúng không ạ? Tâm lý của chúng ta nó thay đổi thất thường, lúc thì vui, lúc thì buồn, đúng không ạ? Không khí chúng ta đang hít vào chúng ta không thể tránh được. Đấy. Ngay bản thân em ăn eat clean cũng phải làm detox thường xuyên, ăn chay cũng phải làm detox thường xuyên ấy chứ. Bởi vì cơ thể của chúng ta làm sao mà tránh được những cái yếu tố tác động bên ngoài làm cho mình mệt mỏi đi. Do đó là chị khuyến khích em nhé, em bây giờ làm detox rất là dễ rồi đấy, bởi vì cơ thể em quen rồi. Thì làm thêm cái 10 ngày detox nữa nó sẽ giúp em cải thiện được cái bệnh mất ngủ này. Cố gắng lên, cố gắng làm thêm cái 10 ngày đi nhé. Chị rất là mong nghe cảm nhận của em sau cái 10 ngày này, bởi vì cái lộ trình 10 ngày detox đã giúp được rất nhiều người chữa lành bệnh mất ngủ rồi. Đấy. Chị Đỗ Phượng này, mình uống nước ép cần tây 2 tuần nhưng bị tuyết hạ. À, chị Phượng ơi, chị áp dụng cái phương pháp uống nước ép cần tây theo em hướng dẫn đúng không chị, hay như nào chị ơi? Cái phương pháp uống nước ép cần tây ý, thì nó hỗ trợ chúng ta thanh lọc và thải độc. Đấy, nhưng mà chúng ta phải nhớ là tùy theo cơ thể của mỗi người mỗi khác nhau, có người uống nước ép cần tây rất là hợp, có người uống nước ép cần tây chưa hợp, chưa quen. Thì cái việc uống nước ép cần tây chúng ta phải áp dụng nó chuẩn, có nghĩa là nếu như mà áp dụng theo 2 tuần uống nước ép cần tây mà em mang hướng dẫn, có nghĩa là chỉ buổi sáng chúng ta uống nước ép cần tây thôi, được chưa? Và ăn sáng theo hướng dẫn, bữa trưa bữa tối, nếu như chúng ta không muốn thải độc chuyên sâu thì chúng ta ăn cùng với gia đình của mình, được chưa? Còn nếu như chúng ta muốn thải độc chuyên sâu thì chúng ta nên áp dụng cái chế độ ăn thiên về thực phẩm có tính chất chữa lành, là ăn thuần chay tốt nhất có thể nhá. Những người nào có tiền sử liên quan đến bệnh huyết áp, bị bệnh huyết áp hay là cơ thể nhạy cảm ấy, thì chúng ta uống cái nước ép cần tây vào bữa ăn phụ cho em trước, lắng nghe cơ thể của mình và điều chỉnh cái chế độ ăn uống của mình, được chưa? Đấy. Thì để cơ thể mình nó thích nghi, vì mỗi một người cơ thể nó khác nhau chị Phượng ạ. Có những người uống nước ép cần tây kể cả là huyết áp rất là thấp nhưng họ không có vấn đề gì, nhưng người mình nó khác, cái thể trạng của mình nó khác, mình uống một chút và mình cảm thấy nó khó chịu, nó nôn nao, đúng không ạ? Là cơ thể của mình nó chưa quen, do đó mình cần một thời gian để mình thích nghi, để mình thay đổi nó từ từ chị nhá. Bây giờ đi, chị sẽ quay trở về cái chế độ ăn uống eat clean cho em, hoặc là ăn chay healthy cho em, được chưa chị? Cân bằng lại dinh dưỡng cho em. Thì sau một thời gian đó chị vẫn duy trì cái việc uống nước ép cần tây, nhưng mình uống nó ít hơn, hoặc là mình sẽ kết hợp cần tây với một số các loại rau củ quả khác, thì mình sẽ đạt kết quả tốt chị nhá. Đấy. Cô Trang này, trong thời gian uống nước uống sinh tố nước ép thì hay đói, vậy uống nước chanh, đường thô, đường mía xen kẽ được không em ạ? Nếu như mà cô đang áp dụng cái lộ trình dinh dưỡng mà bên cháu đang hướng dẫn, thì các bạn là bộ phận chuyên viên về dinh dưỡng, các bạn sẽ giúp cô để điều chỉnh đạt được kết quả tốt nhất. Đấy ạ. Còn trong thời gian mình uống các công thức nước ép hoặc sinh tố mà hay bị đói thì cô hay uống ăn thêm cho cháu hoa quả vào các bữa ăn phụ, lắng nghe cơ thể của mình. Hoặc là các bữa ăn chính ăn tăng thêm cái lượng ăn của mình là liên quan đến rau củ quả thì nó sẽ không bị đói. Và khi mà cô uống các loại liên quan đến sinh tố nước ép, cô cố gắng là cô tạo cái cảm giác nhai cho cháu nhé. Nhai 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 chứ đừng nuốt ừng ực. Nuốt ừng ực là mình hay cảm thấy nó đói nhanh cô nhé. Đấy ạ. Còn cái việc là mình uống nước ép, nước chanh, đường thô, đường mía xen kẽ được không? Cái đấy nó cũng tốt nhưng mình không nên lạm dụng nó quá. Mình thay vì đó là mình ăn hoa quả. Đấy, ăn hoa quả như thế này vào trong các bữa ăn của mình ấy, thì mình sẽ thấy mình bổ sung đa dạng được rất nhiều vitamin, khoáng chất bằng các loại rau củ quả khác nhau. Đúng không ạ? Hoặc ăn thêm chất béo từ các loại sữa hạt mình tự làm cũng rất là tốt. Cô Trang ơi, mình tự ý uống, chính vì cái tự ý của mình ấy cho nên là nhiều khi mình không biết, cho nên là mình uống, mình thứ nhất là các công thức của mình có thể là kết hợp nó không được chuẩn, đấy, nó chưa được cân bằng dinh dưỡng, nó làm cho mình luôn có cảm giác đói nhanh. Do đó là cháu khuyến khích cô, nếu như cô muốn thực sự là muốn áp dụng các công thức mà đạt kết quả tốt thì cô nên theo những cái thử thách mà cháu hướng dẫn. Đấy, có thể là những cái thử thách miễn phí hoặc là có những thử thách mà tính phí, thì cô sẽ thấy nó cái sự thay đổi nó hoàn toàn đấy, và cái thời gian của cô cải thiện chữa lành nó sẽ nhanh hơn so với những cái gì mà mình tự mày mò mình làm đấy. Rất nhiều bạn ấy, các bạn ấy cũng làm nước ép, cũng làm sinh tố, cũng ăn eat clean, nhưng các bạn ấy tự mày mò, các bạn ấy làm sau một thời gian các bạn ấy không đạt được kết quả về cải thiện sức khỏe, hay là muốn giảm cân, hay là muốn tăng cân, hay là muốn cải thiện chữa lành, các bạn ấy không đạt được kết quả, sau đó các bạn ấy rất là nản chí. Nhưng mà sau khi mà các bạn ấy tìm ra được đúng người hướng dẫn, là các bạn ấy quay trở về với Emma hướng dẫn cho, thì các bạn chỉ trong một thời gian rất ngắn các bạn đạt kết quả rất là tốt đấy ạ. Ví dụ như có những chị chỉ áp dụng thời gian 35 ngày ăn để giảm cân eat clean, trong thời gian là giảm 3 đến 5 cân một cách nhẹ nhàng, trong khi đó các chị cũng mất 1 năm để ăn eat clean nhưng không giảm được cân nào. Đấy, các chị còn nói là
chị cũng ăn ít clean rồi, ăn mãi mà chẳng được giảm cân tí nào em ạ. Nhưng mà bây giờ sao, khi chị ăn theo cái lộ trình 35 ngày của em trong một thời gian rất là ngắn, chị giảm được 3 đến 5 cân một cách nhẹ nhàng, người của chị khỏe mạnh hơn. Giá như mà chị biết đến em từ trước, đúng không ạ? Nó là cái sự khác nhau giữa người mà giữa người họ có chuyên môn về kiến thức về dinh dưỡng, họ đưa cho chúng ta những cái lộ trình nó làm sao nó đa dạng, nó đạt kết quả tốt, thì cái khả năng chữa lành với mục tiêu của chúng ta nó sẽ nhanh hơn. Đấy là những cái gì mà em khuyến khích anh chị em mình ở đây, những người thực sự muốn giảm cân, cải thiện sức khỏe, mọi người hãy tìm đúng thầy, quan trọng mình gọi là cái từ là thầy, đúng người, họ có chuyên môn, họ có kiến thức, họ đã có kinh nghiệm, họ đã thành công, thì cái con đường thành công của mình nó rất là nhanh nhá. Còn nếu như chúng ta mà không tìm đúng thầy, chúng ta sẽ mày mò, nhiều khi chúng ta sẽ gặp đúng những cái người họ truyền cho chúng ta những cái thông tin nó không đạt được những cái chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Cái thời gian chữa lành của chúng ta nó lâu hơn, dẫn đến chúng ta có rất nhiều những cái suy cái tiêu cực xảy ra. Ví dụ như là cái chuyện giảm cân ấy, có rất nhiều chị vì cái mong muốn giảm cân mà dẫn đến hiện tự kỷ hay là xấu hổ bản thân rồi ABC các loại, đúng không ạ? Nhưng mà khi áp dụng được đúng người mà em hướng dẫn đấy thì các chị thấy rất là hạnh phúc đấy. Cho anh chị em mình cùng nhau cố gắng nhé. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh chị em mình.